Hà Nội bây giờ đang rất ô nhiễm. Nếu bạn từng kêu ca rằng Hà Nội nồng nặc khói bụi, PM2.5 tăng vọt, đi đường khó thở, đứng nhìn xa thấy tưởng như đang ở Sapa, Hà Nội vẫn chưa là gì so với Bắc Kinh cách đây tầm mười mấy năm. Ở Bắc Kinh khi đó ra đường thì không cần trang điểm vì bụi đã tự phủ một lớp ở trên mặt rồi. Cũng là thủ đô, cũng đông dân, nhưng Bắc Kinh đông dân hơn Hà Nội nhiều lần và Bắc Kinh từng ô nhiễm hơn Hà Nội cũng rất nhiều lần. Điều đáng nói là họ đã thoát khỏi cảnh đó, đã lột xác hoàn toàn, thay đổi vận mệnh của cả một thành phố hơn 20 triệu dân. Câu hỏi dành cho chúng ta là Bắc Kinh đã rửa sạch bầu trời, làm xanh bầu trời bằng cách nào? Và liệu chúng ta có thể học được điều gì từ họ? Để hiểu Bắc Kinh đã thay đổi ra sao, hãy quay về thời năm 2013, thời điểm mà cả thế giới phải sốc khi nhìn những bức ảnh thủ đô Trung Quốc chìm trong màu xám. Nhà cao tầng gần như là biến mất ở trong những màn sương độc. Đèn đường phải bật cả ngày, người dân ra đường mà cứ như đi vào phòng sông khói. Chỉ có điều, đó không phải là hơi nước mà là bụi PM2.5, loại bụi nhỏ đến mức chui thẳng vào phổi và vào máu. Chúng ta nói về PM2.5 nhiều rồi nhưng không phải ai cũng hiểu PM2.5 là gì. Gọi là PM2.5 vì nó có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet. Micromet là rất nhỏ rồi, bởi vì một sợi tóc người chỉ dày khoảng 60-80 micromet. Tức là 2,5-2.5 ở đây còn nhỏ hơn sợi tóc khoảng 30 lần, nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, phổi cũng rất khó lọc. Và năm 2013, mức PM2.5 trung bình của Bắc Kinh cao gấp 17 lần tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Thậm chí có một số ngày đặc biệt, một số trạm quan trắc ghi được gấp 90 lần ngưỡng an toàn. Để dễ hình dung, Hà Nội những dịp ô nhiễm nặng thì con số này cũng bằng khoảng 1/3 Bắc Kinh mà thôi. Phương Tây từng gọi Bắc Kinh vào những ngày đó, đó là những ngày tận thế ở trong không khí. Người Bắc Kinh lúc đó họ sống trong một màu xám mặc định, sáng ra mở cửa, xám xịt, đi làm về, xám xịt, về nhà, xám xịt, nhìn ra xa vài trăm mét cũng không rõ. Và cái màu xám ấy nó không chỉ ở ngoài trời, nó còn nằm luôn ở trong phổi của người dân Bắc Kinh. Muốn hiểu vì sao Bắc Kinh thoát được cảnh này, chúng ta phải xem bối cảnh hai thành phố giống và khác nhau như thế nào, liệu có sự tương đồng nào ở đây hay không. Đầu tiên là giống nhau về điều kiện địa lý và bất lợi. Hà Nội bị bao vây bởi khói bụi không chỉ của thành phố, mà của cả những làng mạc mùa đốt rơm rạ và một số làng nghề xung quanh. Bắc Kinh thì nằm trong một vùng gọi là vùng Long Chảo, ba mặt là núi, một mặt mở ra đồng bằng. Điều này khiến không khí rất khó thoát đi, bụi cứ luẩn quẩn. Hà Nội cũng có một số nét tương đồng như vậy với một phần được bao quanh bởi núi. Điểm giống nhau kế tiếp đó là hai thành phố này đều rất đông dân và nhiều xe cá nhân. Hà Nội có dân số khoảng 8,5 triệu người. Nếu mà tính cả những người ra vào thành phố thường xuyên thì chắc chắn con số sẽ vượt 9 triệu người. Trong số này bao gồm khoảng 8 triệu xe máy và gần 1,5 triệu xe ô tô. Tức là trung bình, mỗi người dân Hà Nội đều sở hữu cho mình một cái xe máy, còn nếu không là một cái xe ô tô. Còn Bắc Kinh, dân số vào khoảng 22 triệu người và họ có 7 triệu chiếc ô tô. Thống kê phương tiện ở đây để thấy là gì? Để thấy hai nơi đều chịu áp lực giao thông cực kỳ lớn. Nhưng thậm chí Bắc Kinh còn chịu bất lợi hơn Hà Nội bởi vì Bắc Kinh có những khu công nghiệp cực nặng ở phía Bắc và phía Tây. Trong khi Hà Nội cũng có vài khu công nghiệp vừa và nhỏ, thì ở sát Bắc Kinh là những khu vực có nhà máy thép, nhà máy xi măng, trung tâm sản xuất than và hàng nghìn cơ sở đốt than sưởi cho mùa đông. Tức là nếu Hà Nội bị ô nhiễm từ nội thành vẫn là chủ yếu, thì Bắc Kinh còn ăn thêm đòn bụi từ phía ngoài. Và khi Bắc Kinh nhận ra thảm họa năm 2013, họ đã quyết tâm chưa từng có. Thảm họa đó như thế nào? Bạn cứ tưởng tượng, trẻ con đi học phải đeo khẩu trang từ lớp 1. Mở cửa sổ nhà thì bụi bay vào bám lên bàn chỉ sau một thời gian rất ngắn. Những nhà cao tầng mà đứng xuống nhìn tầng dưới có khi còn không thấy mặt đất. Ngày 12 tháng 1 năm 2013, hàng loạt trạm quan trắc ghi nhận mức PM2.5 vượt hàng chục lần, một trong những ngày kỷ lục của Bắc Kinh. Nhiều trường học phải đóng cửa, bệnh viện quá tải người mắc bệnh hô hấp. Báo chí nước ngoài gọi Bắc Kinh là thành phố độc hại nhất hành tinh. Ngay sau đó, người Trung Quốc đã nhận ra và họ đã hành động. Họ tin rằng không thể đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng bằng mọi giá. Và thế là một chiến dịch mà người Trung Quốc gọi là cuộc chiến vì bầu trời xanh đã chính thức bắt đầu. Bắc Kinh đã làm như thế nào? Điều đầu tiên mà Bắc Kinh làm là đánh vào nguồn phát thải lớn nhất, công nghiệp nặng. Trong khoảng từ 2013 đến 2017, họ đã đóng cửa khoảng 1.200 nhà máy xi măng, thép, hóa chất xung quanh Bắc Kinh. Di rời tất cả những nhà máy lớn ra khỏi Bắc Kinh, kiểm soát chặt than đốt tại hộ gia đình, xây nhà máy than sạch siêu hiệu quả. Hàng nghìn doanh nghiệp không thể sống,
nhưng thành phố thì không bị chết. Cắt giảm đốt than, kẻ thù số 1 của Bắc Kinh là mục tiêu hàng đầu. Trước đây hàng triệu hộ dân Bắc Kinh dùng than để sưởi ấm. Đốt than ở trong một khu vực kín như vậy là công thức tạo ra PM2.5 hoàn hảo. Và quãng từ 2013 đến 2017, Bắc Kinh cũng đã cấm hoàn toàn đốt than trong nội thành, thay bằng ga và điện, phá bỏ 44.000 lò than đốt, ngừng hoạt động 4 nhà máy nhiệt điện chạy bằng than. Thế là mức PM2.5 đã giảm khoảng 35% chỉ sau 4 năm. Ở Hà Nội của chúng ta thì đốt than với những người dân ít hơn, nhưng ô nhiễm từ ngoại thành như là liên quan đến đốt gạch, rơm rạ vẫn là rất lớn và chưa được xử lý triệt để. Đi qua các công trình ở Hà Nội, bạn sẽ thấy bụi mù mịt cuốn theo chiều gió. Còn Bắc Kinh thì sao? Không chỉ vậy, họ tiếp tục hành động. Họ cấm xe tải chở vật liệu không che chắn. Họ phun đường liên tục. Họ yêu cầu công trình phải che lưới và phun sương giảm bụi. Họ dùng camera để xử phạt tự động. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Đây mới là một trong những điều mà Bắc Kinh làm tốt nhất, hiệu quả nhất và giảm bụi mịn hay nhất. Đó là điện hóa giao thông. Đây là điều tạo ra sự khác biệt cực kỳ lớn. Nếu Hà Nội đông xe máy thì Bắc Kinh cũng có nhiều ô tô và ô tô chạy xăng là thủ phạm sinh ra bụi mịn. Bắc Kinh đã siết chặt khí thải giao thông bằng cách đánh thẳng vào nguồn phát thải lớn nhất, đó là xe xăng. Thành phố này gần như khóa chặt việc mua ô tô mới chạy bằng xăng bằng cơ chế bốc thăm biển số. Ai muốn mua xe xăng phải tham gia xổ số mà tỷ lệ trúng thì rất là thấp. Có người mạo là chỉ khoảng 1 trên 1.000. Có người chờ tới 8 năm vẫn không trúng nổi một chiếc xe có biển để mà đi. Trong khi đó, xe điện lại được ưu ái tối đa, nhận biển ngay, miễn phí, không cần bốc thăm. Chính sách chênh lệch khủng khiếp này, thiên vị một chút này, khiến người dân buộc phải chuyển sang xe điện nếu không muốn đi bộ cả đời. So với Hà Nội, nơi xe máy vẫn tiếp tục tăng, ô tô vẫn tiếp tục tăng và xe xăng vẫn còn nhiều, và biển số không bị hạn chế, Bắc Kinh gần như đã khóa van ô nhiễm từ giao thông ngay từ những bước đầu tiên. Không chỉ dừng lại ở xe cá nhân, Bắc Kinh còn điện hóa toàn bộ taxi và xe buýt để giảm khí thải trực tiếp trong đô thị. Taxi Bắc Kinh bắt đầu chuyển sang xe điện từ rất lâu rồi, từ năm 2011. Và đến năm 2017 thì gần như toàn bộ đội xe đã chạy sang xe điện hoặc là hybrid, tức là xe lai, cả xăng lẫn điện. Xe buýt công cộng cũng chuyển dần sang xe điện và hybrid, giúp bầu trời thành phố trong xanh hơn đáng kể. Thậm chí một thành phố khác ở Trung Quốc, đó là Thâm Quyến, còn đi trước một bước, trở thành hình mẫu thế giới khi đạt 100% xe buýt điện từ năm 2017, 100% taxi điện vào năm 2020 và hơn 2 vạn taxi điện chạy mỗi ngày. Trong khi đó, Hà Nội của chúng ta dù có nỗ lực nhưng hình như là chưa đáng kể. Đổi xe điện thực sự trở thành lựa chọn phổ biến. Trung Quốc đã xây mạng lưới trạm sạc lớn nhất thế giới. Bắc Kinh và các thành phố lớn được yêu cầu các dự án chung cư mới phải có bãi sạc tiêu chuẩn, xem đó là hạ tầng bắt buộc như thang máy hay là hệ thống phòng cháy chữa cháy. Tính đến năm 2024, Trung Quốc đã có hơn 2,7 triệu trạm sạc công cộng, cộng với hàng triệu điểm sạc dân dụng tại nhà và các khu dân cư. Công nghệ đổi pin thì siêu nhanh, đã giúp đổi pin chỉ mất có vài phút, nhanh không thua gì đổ xăng. Trong khi Hà Nội thì số lượng trạm sạc vẫn còn chưa nhiều và chưa đủ để tạo ra một cuộc chuyển đổi quy mô lớn. Sau những ngày tháng siết chặt ấy thì bầu trời Bắc Kinh đã xanh trở lại. Sau 4 năm siết chặt ô nhiễm, Bắc Kinh bắt đầu nhìn thấy kết quả rõ ràng. Mức bụi mịn đã giảm xuống rất nhiều, giảm xuống tới khoảng 36% chỉ sau 4 năm. Và đến những năm sau đó nó còn tiếp tục giảm. Bầu trời đã xanh hơn rất nhiều, đã trong hơn rất nhiều so với giai đoạn ô nhiễm huyền thoại trước đây. Đến năm 2025, có thể nói Bắc Kinh đã tiệm cận vùng khí sạch theo tiêu chuẩn quốc tế. Không chỉ bụi mịn giảm, số ngày không khí tốt ở Bắc Kinh cũng tăng lên đáng kể. Thành phố này hiện có 254 ngày không khí tốt, tăng thêm 20 ngày so với năm trước. Điều này có nghĩa là gần như 3/4 thời gian trong năm, người dân bước ra đường là nhìn thấy bầu trời xanh, nắng rõ và không có màn sương mù dày như ngày xưa. Và điều khiến cho cả thế giới phải kinh ngạc ở đây, đó là không khí ở Bắc Kinh sạch nhanh đến mức khó tin. London mất khoảng 60 năm, Los Angeles mất 50 năm để cải thiện không khí. Chúng ta cần phải biết rằng bất kỳ một quốc gia nào khi mà phát triển nhanh đều phải trải qua những giai đoạn ô nhiễm không khí như vậy. Còn Bắc Kinh làm điều tương tự chỉ trong có chục năm. Chính vì vậy nên chương trình môi trường Liên Hợp Quốc gọi đây là điều kỳ diệu Bắc Kinh. Một thành phố từng bị coi là ô nhiễm nhất thế giới, vậy mà chỉ cần một thập kỷ đã thay đổi hoàn toàn bầu trời của mình. Tất nhiên, cái giá cho nền trời xanh là không hề nhỏ. Bắc Kinh đã phải chấp nhận đóng cửa hàng nghìn nhà máy bẩn, hy sinh việc làm của hàng trăm nghìn người, chi hàng trăm tỷ đô la Mỹ cho trạm sạc, xe điện và hạ tầng, cấm xe xăng vào trung tâm, đưa ra những chính sách nghiêm khắc có thể giai đoạn đầu không được lòng mọi người nhưng lại tốt cho tương lai. Đây là điều mà nhiều thành phố khác trên thế giới khó làm
vì cấu trúc kinh tế, vì sự phụ thuộc vào xe máy, vì ngân sách hạn chế, vì quy định hành chính khác biệt, vì mức độ tập trung không được như Bắc Kinh. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Hy vọng chúng ta luôn được nhìn thấy bầu trời xanh. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới, đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.